Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, nhiều khu vực của Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng. Ghi nhận trong hôm nay mùng 10 tháng 9, các hộ dân sinh sống quanh khu vực sông Nhuệ như đường Phùng Hưng, đường thôn Yên Xá, đường 70, cầu Biêu đã chìm trong bể nước. Nhiều khu vực ngập sâu từ 200 đến 300 mm, có đoạn ngập sâu đến 400-500 mm khiến người dân và phương tiện đi lại khó khăn, vất vả. Thậm chí, một số nơi nhà dân còn bị ngập sâu vào trong nhà, gây thiệt hại tài sản. Người dân sinh sống quanh đây cho biết, dù hay bị ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn, nhưng đã rất lâu rồi mới xảy ra tình trạng ngập nghiêm trọng như vậy. Tôi về đây từ năm 1996, là trận lũ này là lịch sử nhất. 96 là hơn 20 năm đấy. Chưa bao giờ nước cao như này. Người dân đều ảnh hưởng hết chứ. Kể sinh hoạt đi làm việc, nói chung là thành phố Hà Nội cũng bị như thế là... Ở đây dân đi lại khó khăn. Nếu mà một là di chuyển mà ngập ấy thì cô có mấy cái tủ lạnh thì cô sẽ phải cho lên trên hoặc kê cao lên. Một là phương án là mình lấy bàn ghế mình kê cao lên. Chứ còn cái ở dưới tầng 1 còn chắc là ngập thì cũng nắm chỉ ngập đến tầng 1 thôi. Trước diễn biến mưa lớn và nước các sông Hồng, sông Tích và sông Bùi dâng cao, trong sáng sớm hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh báo động lũ trên sông Nhuệ, căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 2024 là 4,4 mét. Theo đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án hộ đê, ứng phó với mưa lũ, đồng thời sẵn sàng các phương án sơ tán người dân ở vùng trũng, dễ xảy ra ngập, di chuyển đến nơi an toàn, đảm bảo đủ chỗ ở, lương thực, nước uống, thuốc men, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, hộ gia đình cần sơ tán, đảm bảo không bỏ sót người dân.